Trong những ngày đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì tinh thần chiến đấu và đồng lòng của người dân Việt Nam lại khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những ngày qua, số ca nhiễm tại Việt Nam đã chạm mốc hơn 255.000 ca, nhưng có gần 100.000 người đã điều trị khỏi kể từ đầu mùa dịch, điều này chứng minh lực lượng y tế luôn trong tư thế làm việc hết công suất. Tuy nhiên, trang thiết bị vật tư y tế, đặc biệt là máy thở hỗ trợ bệnh nhân ở thời điểm hiện tại đang là vấn đề vô cùng cấp bách không đứng ngoài cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19, nhóm từ thiện hạt vừng phối hợp cùng các đơn vị uy tín đã mở buổi livestream có tên hiệu tạp hóa tình yêu nhằm mục đích đấu giá các món đồ ý nghĩa, giá trị đến từ các sao Việt, mạnh thường quân để mua máy thở, máy tạo oxy, các phụ kiện y tế đi kèm sau đó trao gửi lại cho các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng các địa phương khác. Tại buổi đấu giá nhân văn này, chỉ với 1,8 triệu đồng, người tham dự đã có thể góp một bộ thiết bị cho máy trợ thở cho các bệnh viện ở tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, hoạt động thiện nguyện hiệu tạp hóa tình yêu còn được sự hỗ trợ, ủng hộ của nhiều ngôi sao trong làng giải trí Việt như Hoa hậu Nguyễn Thị Loan, BTV Ngọc Trinh, ca sĩ Hiền Hồ, Nguyễn Trần Trung Quân. Buổi livestream sẽ được phát cùng lúc trên fanpage và các trang uy tín, có hàng triệu người theo dõi vào 20, 22 giờ ngày 14 tháng 8 hưởng ứng chiến dịch hỗ trợ máy thở cho các bệnh viện tuyến đầu, nhiều sao việc đã tham gia hoạt động livestream đấu giá mua máy thở. Nổi tiếng là có sở thích sưu tầm đồ hiệu, BTV Ngọc Trinh đóng góp vật phẩm là chiếc đồng đồ đã gắn bó cùng cô trong các bản tin tài chính kinh tế trên sóng VTV suốt nhiều năm qua để góp vào quỹ mua máy thở. Ngoài giá khủng, chiếc đồng hồ này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn có giá trị vật chất, nó được đính kết từ rất nhiều viên đá quý cao cấp số lượng sản xuất có hạn trên thế giới. Số tiền bán chiếc đồng hồ hiệu sẽ dùng để mua máy tạo oxy, mỗi máy tương đương 10 triệu đồng. Quyết định đưa một món đồ có giá trị cả vật chất lẫn tinh thần vào buổi đấu giá, BTV Ngọc Chinh chia sẻ, chiếc đồng hồ này đã cùng mình đi qua bao trạng đường khó khăn. Cũng nhờ người bạn ấy, mình biết trân trọng và tận dụng từng giây phút trôi qua để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn nhất là khi chứng kiến đồng bào chịu nhiều đau thương, bản thân mình muốn phải hành động và lan tỏa tình yêu thương, cùng đồng bào miền Nam và cả nước chống dịch, hướng tới bình an trong tương lai. Ngọc Trinh sẽ gửi đồng hồ hiệu vào buổi đấu giá mua máy thở. Việc làm của BTV Ngọc Trinh nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Giá khởi điểm, 10 triệu, tương đương một máy tạo oxy. Bước giá, 30 triệu đồng. Từng chinh chiến tại nhiều đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế, Hoa hậu Nguyễn Thị Loan cũng quyết định đưa một chiếc vòng cổ có ý nghĩa tinh thần to lớn của cô đến với buổi livestream đấu giá để đổi máy thở cho bệnh nhân. Năm 2017, khi sang Las Vegas dự thi Miss Universe, chiếc vòng cổ Swarovski là một trong những vật đồng hành cùng nàng hậu. Người đẹp hy vọng món trang sức này mang nguồn năng lượng tích cực giúp chủ nhân mới của nó thêm tỏa sáng và yêu thương bản thân nhiều hơn, song song đó người mua vòng cổ còn góp phần quyên góp máy thở cho các bệnh viện. Mức giá khởi điểm của vòng cổ Swarovski là 1,8 triệu đồng, bước giá để tiếp tục đấu là 2 triệu đồng. Chiếc vòng cổ có giá trị tinh thần của Hoa hậu Nguyễn Thị Loan là một trong 10 món đồ được giao bán ở buổi đấu giá hiệu tạp hóa tình yêu. Nguyễn Thị Loan là một trong những nàng hậu thường xuyên có hoạt động thiện nguyện cho cộng đồng. Giá khởi điểm của chiếc vòng cổ Swarovski, 1 triệu 800 nghìn đồng, tương đương một bộ vật tư cho máy thở. Bước giá, 2 triệu đồng vào năm 2019, Việt Nam giành được ngôi vô địch SEA Games ở môn bóng đá Nam, đồng thời khép lại SEA Games 30 bằng cú đúc, huy chương vàng bóng đá ở cả hai nội dung Nam và Nữ. Chiếc áo có tất cả chữ ký của huấn luyện viên Park Hang Seo và đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận đấu năm ấy cũng là một trong 10 món đồ sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá. Chỉ với mức giá khởi điểm 10 triệu đồng, bạn có thể trở thành chủ nhân mới của chiếc áo lưu trữ bao kỷ niệm và dấu ấn sân cỏ của các người hùng trong trận chung kết giành chức vô địch Sea Games 2019. Đây chắc chắn sẽ là món đồ vô giá đối với những người yêu bóng đá Việt Nam. Chiếc áo mang dấu ấn lưu giữ kỷ niệm cũng là một trong những món đồ cần được đi tìm chủ nhân mới để đổi lấy máy thở cho bệnh nhân COVID-19. Khoảnh khắc vàng của huấn luyện viên Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam Giá khởi điểm chiếc áo có chữ ký huấn luyện viên Park Hang Seo và đội tuyển bóng đá Việt Nam, 10 triệu đồng, tương đương một máy tạo oxy bước giá, 2 triệu đồng. Ngoài ra, để không khí buổi đấu giá thêm sinh động, Hiền Hồ và Nguyễn Trần Trung Quân sẽ có những màn biểu diễn hiếp liệm tim, người nghe. Những tiết mục biểu diễn thú vị, giàu cảm xúc sẽ tiếp thêm năng lượng lạc quan cho lực lượng chống dịch cũng như các bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Hiền Hồ cũng góp sức bằng các tiết mục biểu diễn tại buổi livestream. Cùng với Hiền Hồ, Nguyễn Trần Trung Quân cũng sẽ tham gia hoạt động ý nghĩa này. Quỹ hạt vườn do một nhóm các anh chị em nhà báo, đạo diễn, nhà văn sáng lập và chung tay góp sức. Tính đến nay, quỹ đã trao tặng 88 máy thở CPAP và hệ thống oxy dòng cao HFNK, 90 máy tạo oxy và 149 bộ phụ kiện y tế đi kèm với trị giá gần 10 tỷ đồng cho các bệnh viện tại Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh có diễn biến dịch căng thẳng. Chương trình đã lan tỏa ra khắp cộng đồng, và được hàng loạt các kênh truyền thông uy tín tham gia tổ chức chương trình một cách hoàn toàn thiện nguyện, nền tảng kỹ thuật FPT Telecom, truyền hình FPT, các kênh VC Top cùng đội ngũ nhà báo ở nhiều cơ quan báo chí uy tín. Một kênh đấu giá chính thức Chưa cờ tiếp tại các trang fanpage, truyền hình FPT, FPT Play, Cafe, Cafe, kênh 14, Soha, danh giới, quỹ hạt vừng, thanh Nhan, Feren, hành trình thiện nhân. 2. Thoi y gian đấu giá Thời gian bắt đầu đấu giá, 20G00, thứ 7, ngày 14 tháng 8 năm 2021. Thời gian kết thúc đấu giá, 22G00, thứ bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021. 3. Thể lệ đấu giá. Xem chi tiết tại link https 2 2 2 chéo bitly com vn chéo -r, r 79 4. Đăng ký đấu giá. Xem chi tiết tại link HTTPS 2.2 gạch chéo bit.li -e gạch chéo 3 phu không ghét.